Thưa quý vị, tòa án Colombia thả cựu chỉ huy nhóm phiến quân Mossad. Tòa án tối cao Colombia vào ngày thứ Tư 29 tháng 5 đã ra lệnh thả một cựu chỉ huy của nhóm phiến quân FARC Mossad, động thái mới nhất trong một câu chuyện pháp lý liên quan đến việc ông bị giam giữ và dẫn độ về Hoa Kỳ. Nhưng đến cuối ngày, ông ta vẫn chưa được thả ra khỏi văn phòng tổng chưởng lý, nơi ông hiện đang bị giam giữ. Tổng thống Colombia Iván Duque, trong khi đó, cho biết ông ủng hộ những nỗ lực của tổng thống, tổng chưởng lý để giữ Sanchez trong tù. Sanchez Porcias Hernandez được biết đến nhiều hơn bởi người được đề cử là Jesus Sanchez đã bị một bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ truy tố hơn một năm trước về âm mưu xuất khẩu 10 tấn cocaine trị giá 320 triệu Mỹ Kim. Đầu tháng này, ông đã được thả ra khỏi nhà tù ở Bogota theo lệnh của một tòa án đặc biệt. Trước khi bị bắt lại ngay lập tức về những gì văn phòng tổng chưởng lý nói là bằng chứng mới trong vụ án, ông này là một trong 10 thành viên của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC từng nằm ghế trong quốc hội.